Hi, xin chào các bạn. Hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở showroom Harley Davidson Sài Gòn. Thì hôm nay mình sẽ đến để gặp anh Châu, tại vì anh Châu cũng là một khách hàng cũng như là một cái người anh rất là thân của mình. Thì hôm nay anh Châu nhận chiếc xe Harley Davidson ở đây. Thì mình có tới để chung niềm vui với ảnh. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào nhận xe chung với anh Châu. Thì Di sẽ quay cho các bạn xem chiếc xe Harley Davidson của anh Châu cho các bạn xem nha. Xin mời các bạn. Hội okay. Của anh Châu rồi. Đây là cái xe của anh Châu các bạn. Xe của anh Châu chuẩn bị nhận nè. Bữa đưa em lên sóng rồi. Lên sóng bữa rồi hả? Ồ, biển số xe của anh Châu đẹp anh Châu nha. Tốc độ đó. Châu ơi, nghi thức giao xe khách hàng hạt lây lên đánh chiên. Quên rồi. Đánh chiên hả? Dẫn lên. Chiếc này là chiếc thứ hai anh Châu nhận xe các bạn. Quy trình nhận xe hạt lây là như thế này. Chiên 3 cái to lên nha. Mạnh lên anh Châu. Các bạn thấy anh Hiếu quen không các bạn? Đi nhận xe với anh khách hàng rồi. Ở xe này xe thứ hai đúng không? Ở xe đó rồi. Đây. Thứ hai mình phải giơ số 2 lên. Chưa, bây giờ để em up cái quay này em chuyển sang cho đội em chụp nha. Do 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 do